một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 13 tháng 5 năm 2021 Thưa quý vị, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị thất cử và biến cố ngày 6 tháng 1 năm 2001 tại Quốc hội Hoa Kỳ thì nhiều người nghĩ rằng cựu Tổng thống Donald Trump phải có trách nhiệm và tương lai chính trị của ông coi như chấm dứt và họ đã đưa đến một sự luận tội lần hai nhưng rồi không thành công ở tại thượng viện cựu tổng thống donald trump về florida sinh sống thì cũng có những người trong hội đồng thành phố nơi ông ở kiếm chuyện với ông và ngay cả hàng xóm thì nhiều người nghĩ rằng chắc là cựu tổng thống donald trump không còn có con đường nào về chính trị nữa nhưng họ lầm. Tại sao? Cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu trở lại chính trường và được gọi là ông vua không ngai trong đảng Cộng Hòa khi mà CPAC, tức là Conservative Political Action Committee của đảng Cộng Hòa mời ông thuyết trình nói chuyện ở tại Orlando, Florida và bắt đầu ông dùng một bàn tay khá cứng rắn đối phó với những người ông cho rằng là nội thù. Ông cho rằng là nội thù, thí dụ như bà nữ dân biểu Elizabeth Cheney, Elizabeth Cheney là từ ở tiểu bang Wyoming. Tiểu bang này là một tiểu bang phía miền Trung Tây Hoa Kỳ, rất là bảo thủ, đa số là Cộng Hòa cả một tiểu bang có hai thượng nghị sĩ nhưng mà chỉ có một trong biểu thôi thì bà Liz Cheney đó thưa quý vị bà là một trong đảng viên cộng hòa mà vận động và bỏ phiếu để mà luận tội cựu tổng thống Donald Trump lần hai nên bây giờ là bà phải lãnh nhận cái hậu quả của những người mà tổng, cựu tổng thống Donald Trump vận động Cựu Tổng thống Donald Trump coi bà là nội thù Nên là bà trước đây được dân biểu Kevin McCarthy Là lãnh tụ của khối thiểu số đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện Cũng như là ông Scalise Là nhân vật số 2 của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện Thì hai nhân vật này lúc trước là đồng ý cho bà Liz Cheney ở lại Làm nhân vật thứ ba nhưng rồi với những cái sự vận động của cựu tổng thống Donald Trump, hai nhân vật này kia này e sợ bỏ chạy. Nên là bà Liz Cheney đã bị loại bỏ, không được ngồi ghế thứ ba của đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Viện. Bà rất là căm thù cựu tổng thống Donald Trump. Bà cho rằng là cựu tổng thống Donald Trump là người đứng đằng sau giật dây ủng hộ bà, bà Flake ở tại New York để mà hất bà ra khỏi cái chức vụ này là vì do trả thù cá nhân. Nhưng mà đó điều mà tổng thống cựu tổng thống Donald Trump có thể làm được là loại bỏ luôn cả một người đang có quyền chức như bà Elizabeth Cheney cho thấy rằng là cựu tổng thống Donald Trump sẽ trở lại chính trường, sẽ trở lại chính trường trong năm 2023 khi mà bắt đầu cuộc vận động tranh cử cho năm 2024. Với một người mà có sức mạnh như bây giờ của cựu tổng thống Donald Trump, ngay cả ông Kevin McCarthy hay là ông Scalise hay là lấy ngay cả ông lãnh tụ uh, của Đảng Cộng hòa tại thượng viện là ông Mitch McConnell mà còn phải e sợ thì người ta nghĩ rằng theo các thống kê của um, của, của Mỹ đó Ngay cả CNN đó, Thì họ nói rằng là nếu mà Cựu Tổng thống Donald Trump ra tranh cử sơ bộ Trong đảng Cộng Hòa vào năm 2024 Thì cơ hội của ông Rất cao Ông không có đối thủ Ông không có đối thủ Và điều này thưa quý vị Nó được phản ảnh ra ngày hôm nay đó Là Có 120 vị tướng Về hưu Cũng như là Các đề đốc về hưu đã lên tiếng đặt những cái vấn đề mà người ta nói là đặt vấn đề với tổng thống Joe Biden nhưng mà thực sự lại là có tiếng nói để ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Hơn 120 tướng về hưu đã ký một cái lá gọi là open letter tức là lá thư mở gửi đến tổng thống Joe Biden trong đó họ nói đến cái vấn đề mà vấn đề bầu cử Năm 2020 không được hoàn hảo Họ cho rằng là những gì mà Cựu Tổng thống Donald Trump nói Là có gian lận này nọ đó Là có cơ sở Dâu răng muộn Nhưng mà đây là dấu hiệu Để nói rằng là Cựu Tổng thống Donald Trump Thất cử không phải vì ông dở Mà vì ông bị gian lận Nên là, là bây giờ thì hơi trễ trễ nhưng mà nó để là mở màn cho cái cuộc đấu đá vào năm 2024 rồi 4 năm sau lẽ thiệt thì họ nói rằng anh là cái cuộc bầu cử năm 2020 á, nó có nhiều cái điều về cái lá phiếu nó gọi là absentee ballots những lá phiếu đó là những lá phiếu vắng mặt nó không kiểm tra được họ nghĩ rằng là Kỳ tới là phải làm sao ngăn chặn không cho những cái chuyện mà cái lá phiếu absentee ballots này kiểu này được nữa. Bởi vậy cho nên một số tiểu bang như là Georgia, như là cả Texas, như là Florida đang gọi là cải tổ lại cái hệ thống bầu cử, ngăn chặn những cái trò absentee ballots này. Và họ yêu cầu là phải có cái voter ID tức là cái thẻ căn cước đi bỏ phiếu đó. Thì 120 vị cựu tướng lãnh và đề đốc đã đưa ra cái điều này. Rồi họ cũng nói luôn là chứ là cái trí cái mental stability tức là cái trí cái, cái, tình trạng sức khỏe về 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 đầu óc của tổng thống Joe Biden đó, nó không có được vững. À, quý vị thấy rằng là tổng thống Joe Biden nói chuyện có nhiều khi lầm lẫn con số là một chuyện bình thường nhưng có những lần có những bị black out đang nói nửa đường cái xong nó quên luôn hết mọi chuyện chuyện đó thì cũng bình thường thôi tối tới những cái người mà lớn tuổi như vậy nhiều lo nhiều chuyện một lúc thì uh, học quên thì có một cái chuyện bình thường nhưng mà các tướng lãnh này nói rằng là 120 tướng lãnh về hưu này nói rằng là có những cái vấn đề mà bây giờ nó lỡ vấn đề mà sử dụng đến vũ khí hạt nhân thì sao nên họ nói rằng là chính tổng thống Joe Biden đã nhờ đến những cái vấn đề quan trọng đó để nhờ đến bà chủ tịch quốc hội là bà Nancy Pelosi thì họ cho rằng là cái này nó là một cái sự nguy hiểm cho quốc gia khi mà trí não của vị tổng thống không có được minh mẫn thì họ cứ nói nói thôi chứ làm gì mà tệ thế tôi không tôi là người đã bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà tới cái cường điệu như này thì tôi không thích tôi không thích đương nhiên là tổng thống joe biden có những lúc sơ so sót so, tôi đồng ý nhưng mà nói rằng là để cái này cái nọ mà nguy hiểm cho quốc gia thì không phải vậy đâu họ có cả một cái hệ thống một quần máy cơ mà làm gì mà đến đuổi tệ như vậy không có tôi không tin như vậy rồi họ nói rằng là những cái vấn đề mà bỏ phiếu mà 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 để mà gọi là xác nhận cái lá phiếu của ông Joe Biden nó cũng không có được cho nên là nó không có được hoàn hảo thì ông không phải là một vị tổng thống hoàn toàn hợp pháp chứ hợp pháp thì có nhưng mà nó hoàn toàn hợp pháp thì lại không hoàn toàn tức là ví dụ như là hợp pháp là một trăm nhé chứ là hoàn toàn hợp pháp là một trăm phần trăm nhưng mà hợp pháp thì họ cho rằng là chỉ là có hợp pháp thôi. Hợp pháp thì có thể 70 hay 75%. Nhưng mà đã không hợp pháp thì nó khoảng khoảng cái số khoảng chừng 25 tới 30% là vì có những cái vấn đề là gian lận bầu cử đó họ nói đó. Này nọ đó. Thì họ nói ông tổng thống Joe Biden không phải là một vị tổng thống hoàn toàn hợp pháp. À, được ký tên bởi hơn 120 tướng tá của nước Mỹ trong đó có những người về hưu chứ không phải là không phải là đương nhiệm thưa quý vị nó là đây là những người về hưu thì họ cũng là xuất thân từ những người mà bảo thủ như đảng cộng hòa hay là thiếu tướng trong đó có thiếu tướng Châu Obaco thiếu tướng Châu Obaco rồi rồi có những người khác uh, từng là chức vụ cao cấp như là ở trong uh, uh, Hải quân cho nên là, là những cái đề đốc vân vân và vân vân. Rồi họ nói rằng là, là bây giờ đó là thử, tối cao pháp viện nên có những cái hành động sáng suốt ngay lập tức để mà ngăn chặn trong tương lai tức là vào bầu cử năm 2024 đó thưa quý vị là những sự gian lận bầu cử không cần thiết là những sự gian lận như vậy thưa quý vị 100 hơn 120 chục vì tướng và đề đốc về hưu của Mỹ đã ký một cái văn thư open letter này văn thư này thưa quý vị năm muộn nếu mà nếu mà ký vào trước ngày thí dụ như tháng 12 năm 2020 đó thì trước khi mà thường viện chuẩn nhận phiếu uh, cử tri đoàn thì nó còn có lý nhưng mà bây giờ nó đã xong rồi xong rồi thì nói 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 bây giờ để làm cái gì thì thưa với quý vị nó là nói bây giờ trong cái bối cảnh mà bà nữ dân biểu Elizabeth Cheney của đảng cộng hòa tại Wyoming bị loại bỏ chức vụ thứ ba của đảng cộng hòa tại hạ viện bà ấy tuyên bố sẽ trả thù ngăn chặn không cho tổng thống Donald Trump, cựu tổng thống Donald Trump ra tái tranh cử năm 2024. Nhưng mà nhiều người tin tưởng rằng cựu tổng thống Donald Trump sẽ thắng cử sơ bộ một cách dễ dàng vào năm 2024. Nên đây là những người mà người ta cho rằng là những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Lên tiếng kỳ này không phải là để cho cái cuộc bầu cử năm 2020 mà là để set a stage tức là dựng một cái hiện trường dựng một cái cái, cái 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 cái, kịch trường một cái kịch trường sẵn để cho mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử năm 2024 sơ bộ một cách nhanh chóng gọn gàng lẹ và không có đối thủ thì thưa quý vị đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi ngày 13 tháng 5 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.